chào anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh chị và các bạn là chủ đề là cái chè khổng lồ. Thì đầu tiên là review lại cho anh chị và các bạn xem là vườn cái chè khổng lồ bên mình trồng ở đây và tại sao lại bên mình lại trồng nhiều như thế này, và cái chè khổng lồ này thì nó sẽ phù hợp với các loại vật nuôi nào. Thì đây là cái vườn chè khổng lồ mà bên mình trồng để cung cấp giống cho các bạn, để các bạn có thể là mua giống này đem về trồng. Mà cái chè khổng lồ này thì nó sẽ phù hợp với loại vật nuôi nào? Thì theo như các bạn đã biết là hiện tại chăn nuôi là càng ngày càng đa dạng hóa thức ăn cho vật nuôi của mình. Mà cái chè khổng lồ này thì một trong những cây mà có chứa nhiều chất dinh dưỡng, chứa nhiều chất đạm. Cái này là được các nhà khoa học người ta nghiên cứu rồi các bạn nhé. Nếu mà các bạn hay để ý thì các bạn có thể xem các thông tin, ví dụ như là ở trên TV ấy, thì người ta khuyến cáo là trồng cái chè khổng lồ này rất là nhiều. Và cái chè khổng lồ này sẽ phù hợp với vật nuôi nào? Thì cái chè khổng lồ này thì thứ nhất là dành cho vật nuôi tiểu gia súc các bạn nhé. Tiểu gia súc ví dụ như là dê này, rồi là cừu này, hươu này, nai này. Đấy. Và một số mô hình chăn nuôi lợn rừng, heo rừng ấy, thì người ta trồng cái chè khổng lồ này cho nó ăn. Và tiếp theo là đối với mô hình nuôi thỏ ấy, nuôi thỏ thì trồng loài cỏ này cũng khá là tốt. Trồng cái chè khổng lồ này khá là tốt. Cái chè khổng lồ này thì nó có nhiều chất đạm. Mình bỏ vào thì thỏ nó rất là thích ăn. Thì bên mình đã test chất lượng và test thực tế cho các loại vật nuôi ăn rồi. Thì các loại vật nuôi rất là thích ăn. Mùi vị của cái chè khổng lồ này là mình nếm là có vị chát chát. Cái chè khổng lồ nó giống với cái mật gấu. Thì các bạn không nhầm lẫn với cây mật gấu nhé. Một số các bạn là chụp ảnh cây mật gấu gửi cho bên mình, bảo là cái này phải cái cây chè khổng lồ. Không phải đâu các bạn nhé. Với là mình mua hàng ấy thì chọn nơi uy tín chất lượng các bạn mua. Tại vì có nơi là người ta gửi cái mật gấu cho tất cả các bạn đấy. Có nghĩa là người ta bán hàng không có tâm ấy. Người ta bán kiểu làm ăn chụp giật đấy. Người ta chốt đơn xong người ta gửi đi cho các bạn. Gửi xong thì các bạn không khiếu nại được. Tại vì gửi xong thì người ta cũng là hủy cái nick đó luôn. Thế là các bạn chọn nơi uy tín các bạn mua nhé. Bên mình là công ty, nên các bạn cứ yên tâm là các bạn mua hàng. Công ty lúc nào cũng làm ăn uy tín hơn. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể là bình luận dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.